sáng nay lãnh đạo huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thống nhất đã tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ sở phật giáo trên địa bàn huyện tại các nơi đến thăm lãnh đạo huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện thống nhất đã chúc các vị chức sắc tăng ni phật tử đón mùa phật đản nhiều sức khỏe niềm vui hoan hỷ an lạc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp cùng dân tộc đồng thời bày tỏ tình cảm trân trọng về sự đóng góp của giáo hội phật giáo các địa phương trong sự phát triển của huyện trong thời gian tới, lãnh đạo huyện cũng mong muốn các vị chức sắc tăng ni tiếp tục phát huy vai trò của mình, phối hợp cùng chính quyền địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Trụ trì các chùa trên địa bàn cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và cấp ủy chính quyền địa phương trong các hoạt động Phật giáo.